cục pin này là pin nhái. Anh em sử dụng thì anh em khó có thể mà nhận biết được cục pin này là pin nhái. Hai, xin chào anh em. Hôm nay tiếp tục đóng mấy khối pin cho khách. Mình làm video chia sẻ anh em. Anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký. Mình xin cảm ơn. Hôm nay đóng pin cho khách và cũng có nhận sửa một cục pin của khách. Đây, cục pin này là cục pin sửa anh em. Sửa của khách gửi. Thì mình sẽ chia sẻ về cái cục pin này để anh em có thể là rút kinh nghiệm. Cục pin này nó có cái vấn đề đặc biệt lắm. Thì anh em xem cuối video rồi anh em sẽ rõ. Hiện tại bên mình cũng có bán các cái sản phẩm pin lẻ, pin Lysen, Samsung, Sony, LG MH1 vân vân và các phụ kiện. Mình có một cái trang Shopee, thông tin mình để trong phần mô tả video nha. Số điện thoại mình để trên màn hình á. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp hoặc là anh em có thể lên Shopee đặt hàng. Thì hôm nay mình có nhận đóng mấy khối cho khách này. Ba cái khối Makita này, hai khối 25R, một khối 20R và một khối 40T. Đó, tùy theo nhu cầu của khách thì khách đặt. Đó, mình làm theo cái nhu cầu của khách. Mình đóng cái vỏ là vỏ như thế này. Vỏ này thì mình mài sẵn hết rồi. Đây là mình quay mấy cái khối pin để anh em thấy được cái khối pin bên trong thôi. Đó, và hai cái khối Nati. Hai khối Nati thì mình đóng cái vỏ mới như bữa giờ này. Đó. Này là Samsung 20R. Một khối Samsung 25R có mạch cho khách về tận dụng cái vỏ. Này là Sony 5D cũng cho khách luôn về tận dụng cái vỏ. Này là hai khối Samsung 20R cũng cho khách luôn, khách về tự hàng cái mạch. Này là cái khối LG MH1 pin để khách sử dụng lưu trữ xài loa. Này là một khối C4 để cho khách về tự hàng mạch và tận dụng cái vỏ C4 nha anh em. Rồi thì hôm nay có nhận một cái khối pin này sửa, mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái khối pin này. Khối pin này của khách thì khách này cũng gửi mình sửa nhiều lần rồi. Cái cục pin này mình cũng mở ra rồi. Khách nêu cái tình trạng là anh kiểm tra giùm em cục pin, pin bắn một tí là ngắt mà báo pin vẫn đầy. Đây, pin em mình gỡ ra rồi. Mình xem rồi, bây giờ mình chỉ là chia sẻ cho anh em thôi. Đó, pin là vẫn đầy nha anh em. Áp thì mình đo thì đều đã lệch áp hết rồi. Mình đo cho anh em xem. Thôi khỏi đo đi, mất thời gian của anh em. Thì cái pin này hiện tại nó đã lệch áp hết rồi. Và mình khui cái cục pin này ra, mình thấy là chữ là pin này là Samsung 20R. Mình cũng tháo ra mình coi thử là pin này là pin mới nha anh em. Pin mới. Bọc vỏ Samsung 20R. Vì sao mình nói bọc vỏ thì pin này là pin nhái, không phải là pin Samsung 20R. Cái đầu chấu mình có thể nhìn sơ qua là nó tới 4 chấu anh em. Anh em nhìn là 1 chấu, 2 chấu, 3 chấu, 4 chấu. Thì riêng với pin Samsung 20R, pin của hãng Samsung, theo kinh nghiệm hiểu biết của mình nha, thì cái đầu của Samsung nó chỉ có 3 chấu thôi. Mà kẽm chấu này nó rất là dày, còn cái chấu này nó rất là mỏng. Nhìn mình nhìn sơ qua là mình biết nó mỏng rồi. Cái chấu của cái cục pin này nó là 4 chấu, nó giống như những cục pin rẻ tiền của Trung Quốc này. Anh em nhìn, nó rất là giống. Cái này nó muốn co cái loại gì nó co thôi. Ví dụ như cục này nó co cái vỏ bọc màu xanh mà không có chữ. Còn ở đây là nó co cái mã là Samsung 20R. Đó, nên là anh em hết sức lưu ý. Cái này là một sản phẩm 20R nhái nha. Đó, để anh em có thể là thấy được. Cục pin này khách nói tình trạng là bắn một tí là nó ngắt, nhưng mà kiểm tra thì pin nó vẫn đầy. Thì cái pin này là pin dởm mà. Cái dòng xả và dung lượng nó không có đạt theo tiêu chuẩn của những cái pin hãng này. Nó chỉ là bọc vỏ hàng nhái. Nên mình gặp một cái sản phẩm nhái thì mình cũng chia sẻ cho anh em dấu hiệu nhận biết. Cái pin Samsung 20R là anh em nhìn cái đầu này là 3 chấu, và đầu này 4 chấu là nhái rồi. Và pin Samsung 20R á, thường thì nó có mã in chìm. Mình có thể nhìn xuyên qua vỏ. Đây, nhìn xuyên qua vỏ mình có thể thấy mã in chìm. Thì quay phim thì anh em có thể là không thấy. Thì đó là một cái dấu hiệu nhận biết sơ sơ để mà phân biệt cái pin nhái và pin chính hãng, để anh em có thể là phân biệt được. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm nhái nên là chất lượng và độ bền nó thì nó không có cao rồi đó. Nên anh em hết sức lưu ý. Thì cái mạch này cũng là mạch thường nha anh em. Mạch của mình khác nha anh em, khác rất là nhiều, chất lượng hơn. Thì cái mạch này của mình thì hôm nào mình sẽ chia sẻ thêm thông tin về cái mạch này nữa cho anh em trong một cái video khác. Thì hôm nay mình chỉ nói về cái cục pin nhái này để anh em hết sức cẩn thận thôi. Thì cái cục pin này thì là pin nhái nên mình cũng không có nhận sửa.
Thì mình giờ mình chỉ là cân áp lại cho khách thôi, rồi gửi cho khách thôi. Thì qua đây mình gặp một cái sản phẩm nhái, mình cũng chia sẻ cho anh em biết nha, để anh em tránh mua nhầm những cái sản phẩm nhái. Nên là bây giờ là anh em mua hàng nên là căn cứ vào cái sự uy tín của shop thôi, chứ còn mà nhìn cái cục pin thì anh em không thể đánh giá được đâu. Mình là dân chuyên nghiệp, mình mở ra mình mới có thể nhìn và đánh giá được cục pin này là pin nhái, còn anh em sử dụng thì anh em khó có thể mà nhận biết được cục pin này là pin nhái. Rồi hôm nay mình cũng có đóng mấy khối pin như này á. Đây là những khối pin mà khách đặt mình đóng, mình không có đóng sẵn. Anh em có nhu cầu đóng pin như nào thì anh em liên hệ mình tư vấn báo giá và mình đóng cho anh em. Chất lượng bên mình thì pin bên mình thì cam kết anh em là pin chính hãng, bảo hành anh em 3 tháng. Trong quá trình sử dụng có cái sự cố gì anh em có thể liên hệ mình tư vấn để được bảo hành. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.